Còn dưới cái lại. Còn đó Mỹ Tho gì á. Cái lại rồi không có đốt. Hả? Nó dọc rồi. Nhà mình nói chuyện với tới cầu bên kia nghe. Ừ. Rồi, hai bên đó nó xẹp rồi còn bên đó giữa à. 15 phút lận tắt. Ừ. Cái này mà ở trên cầu vượt là nãy thấy đủ thứ luôn. Đây, trên cầu vượt nó thoáng á. Ừ. Nó thoáng được cái đường lộ á. Cùng là nó nổ một cái đùng nó mới hết. Còn mà. Làm như bông lúa vậy ha. Ừ, đẹp ha. Làm đẹp với ta. Đi sát bên luôn thấy không? Chừng nào mà nó hết là nó nổ một cái đùng lên cái là quay trực tiếp rồi cho bà liền tiếp cho coi luôn. Chấm là nó coi kìa.